Bếp ga Nhật nội địa Tâm Phát xin chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em giới thiệu với cô chú anh chị con bếp siêu bếp của Rinnai, mặt kính full inox, full chức năng, 3 đồng hồ, lò nướng 2 tầng lửa, hẹn giờ 2-3 bếp luôn. Thì full inox nó gồm là viền inox nè, kiền inox nè, nắp kho chi lửa bằng inox nè và nắp khói bằng inox. Đó, 3 đồng hồ là nó hẹn giờ được 3 bếp nè, 3 đồng hồ. Đó, phía bên trái, phía bên phải, lò nướng, full chức năng và có đầy đủ tất cả các chức năng như là nấu cơm nè, nấu nước nè, hẹn giờ, chọn nhiệt độ nấu, nút 3 giây, các chế độ nướng tự động. Đó. Thì con bếp này nó có model là RTE65 VAGB. Thì nó sở hữu cái mặt tiền nó là cái màu ghi. Cái mặt kính cũng màu ghi mà ghi đậm, nó có những cái chấm bi nè, rất là đẹp. Thì dòng bếp này là dòng bếp cao cấp nhất của Rinnai hiện nay. Đó là 3 đồng hồ inox. Nó được sản xuất là tháng 11/2017. Đây. Có số seri là 411. Ba số cuối, số seri 411. Tháng 11/2017. Mời cô chú anh chị xem trên dưới trong ngoài, chút là em sẽ báo giá bếp đây. Thì con bếp này đã về là trong tình trạng là bếp nó xài lướt nha cô chú anh chị, xài còn đẹp len can luôn á. Đó. Sẽ quay chậm cho cô chú anh chị xem. Mặt kính viền inox nè. Thì đây là cái cặp kiền của nó nè, cặp kiền này là cặp kiền riêng từ Nhật về theo bếp luôn nha cô chú anh chị. Cặp kiền inox còn rất là đẹp. Đó. Và chi lửa của nó là nó sử dụng cái chi lửa bằng nhôm antimon. Cô chú anh chị thấy không? Còn đẹp không? Và cái nắp trên này, nắp che gió của mọi inox nè. Và nắp bảo vệ của lò nướng cũng bằng inox. Thì cái mẫu này là cái mẫu cao cấp nhất của Rinnai, dòng Rinnai mặt gãy cao cấp. Chú chị thấy không? Rất là đẹp. Cô chú anh chị nhìn vô những cái hồng ga này nè thì biết là bếp nó xài nhiều hay là nó xài ít. Này nó xài lướt nha cô chú anh chị. Bếp đã qua sử dụng nhưng mà nó còn rất là đẹp. Đó. Như này nó có chày nhẹ xíu à. Còn trên nước sơn không dập. Thì nó có sensor cảm biến nhiệt đáy nồi nè, khi cô chú anh chị chúng ta nấu quên thì nó tự động nó ngắt ga và khóa ga. Đây là cảm biến báo nhiệt, còn này là cảm biến báo chống xì ga nè, khi cô chú anh chị nó đang nấu mà gió thổi tắt à, lửa nó không có đốt qua cái cảm biến này thì nó cũng báo, nó cũng ngắt ga, khóa ga cho cô chú anh chị. Đây cũng vậy nè, đó là những cái chức năng cơ bản. Còn cái này là cái màu trắng là cái IC đến lửa. Đó là những cái chức năng cơ bản của tất cả các dòng bếp Nhật. Đó, đây là cái mặt tiền nè, cái mặt tiền này đó, nó hơi đưa ra trước nè cô chú anh chị thấy không, này nó thẳng xuống này, đưa ra nó kêu là mặt gãy. Đó, thì sở hữu là cái mặt tiền có màu ghi bạc á, 3 đồng hồ. Thì từ bên trái qua lại đây là cái nắp đi pin nè, nó sử dụng hai cục pin đại lớn. Thì mua bếp bên em á sẽ tặng cho cô chú anh chị một cặp pin này nè, Ankalai dùng mừng cao, Panasonic, pin sản xuất tại Nhật. Thì pin này nó xài từ 6 tháng cho tới 1 năm, tùy theo cô chú anh chị chúng ta đóng nhiều hay là ít. Và bao ship cho cô chú anh chị, và gắn lưới chống chuột miễn phí cho cô chú anh chị luôn. Thì cô chú anh chị mua bếp á, thì cứ alo trực tiếp cho em, rồi cho em địa chỉ, rồi chuyển khoản đặt cọc cho em ít. Rồi em gửi bếp tới nhà cô chú anh chị nhận bếp và được quyền kiểm tra, để sau đó thanh toán phần còn lại với bên đơn vị vận chuyển. Thì từ bên trái qua đây là nút nhấn của bếp bên trái nè, đó là hai lửa nè, đây hai lửa nè, cần chỉnh lửa xi inox nè,
gạt qua bên phải là lớn, qua trái là nhỏ. Có khóa tem đó, tích hợp khóa tem nè, gạt qua bên phải là khóa, ta không có nhấn được. Và nó có đồng hồ hẹn giờ, thì hẹn giờ của chú chị bấm vô đây, nó có cái đồng hồ này. Đây là nút chọn nhiệt độ, đây là nút nấu nước tự động, đây là nấu cơm. Cô chú chị xài cái nào chúng ta bấm vô đó. Đó. Còn đây là khay nướng với hộp nướng nè. Thì cái khay nướng này nó sử dụng là vị nướng, cái khay nướng thì bằng inox, nó có luôn một cái khay nướng phụ là bằng ga. Đó. Khay nướng phụ cho cô chú anh chị chúng ta muốn nướng gì nướng bằng ga, nó đi theo bếp. Thì những con bếp nó về thì có cái nào có cái khay này thì em cho theo, còn không có thôi thì nướng bằng ga. À, cái gọng này là nó xài cho cái khay nè. Khi chúng ta sử dụng cái khay đó thì cô chú chỉ lấy cái dĩ ra, lấy cái dĩ ra nè, bỏ dĩ ra, sử dụng cái gọng này nè đó. Cái dĩ nướng thì bằng cái nóc luôn nè, khay nướng, khay đừng dùng ở bằng cái nóc. Kêu chú anh chị chúng ta nướng, chúng ta cho cống nước vô đây nè, chúng ta nướng nhiều là cái khay này nó không có bị cháy, nó không có bị đen, chùi rửa nó dễ hơn nữa. Lò nướng thì hai tầng lửa, để em để cái mâm xuống đây. Lò nướng nó hai tầng lửa, nó hai tầng lửa đây, hai tầng lửa trên như thế này. Trong lò nướng nó có thêm hai cái nẹt chữ V, nó gắn vô trong hai cái chốt này nè. Đó, trên cái nẹt nó có hai cái lỗ để khi mà chúng ta gắn cái gì này, và nướng nó dần nhồi mỡ, nó dần lên đây và lấy ra chùi rửa đó. Cái vị nướng, cái khay nướng ấy, thì cô chú anh chị có tháo rời là được. Và nướng xong ta rửa xong là ta tháo rời ra, ta chùi rửa xong rồi ta lắp vô, phơi tay phơi khô lắp vô. Đây lò nướng hay từng lửa, lò nướng này còn zin 100% cho cô chú anh chị, không sơn không dầm, đẹp len can luôn á. Còn đây là bếp bên phải ba lửa nè, cần chỉnh lửa xi nóc nè, quẹt qua trái nhỏ và phải lớn, khóa tem nè, có chế độ nút 3 giây nè, hẹn giờ nấu, chọn nhiệt độ, tăng giảm. Thì hai bếp nấu trên á thì hẹn giờ được 90 phút. Còn lò nướng á, đây là lò nướng nè, nút nhấn lò nướng nè, có khóa tem nè, các chế độ nướng tự động nè, nguyên khu vực mà màu khác này là của lò nướng nè, ba chế độ nướng tự động ở đây, 4 chế độ nướng tự động nè. Đây là chỉnh lửa này, chỗ này tăng giảm, hẹn thời gian. Thì lò nướng thì nó hẹn giờ được có 15 phút thôi, bếp nấu thì hẹn giờ được 90 phút. Đó, bếp rất là đẹp. Thì con bếp này em đang bán cái giá là 14 triệu bao ship cho cô chú anh chị, tặng một cặp pin và gắn lưới chống chuột. Đây là cạnh hông máy bên phải nè, còn đây là cái mặt ngoài sau lưng, sau lưng nó còn cái tấm chống kê sát tường nè. Thì đa phần là bếp bên em bán là từng là hàng tuyển chọn không, bếp tuyển chọn em lựa từng cái một, kiểm tra kỹ từ khâu đầu vào. Đây là bếp, nội chất bếp nó rất là đẹp, đẹp đồng đều cạnh hông bên trái đó. Thì cô chú anh chị xem video ủng hộ kênh cho em bằng cách là cho em một lượt đăng ký là và một lượt chia sẻ, nhấn luôn cái nút chuông máy bên phải, mỗi khi em có bếp em đăng lên thì cô chú anh chị chúng ta kịp thời mua sắm cho gia đình và người thân. Thì giờ hôm nay cũng gần gần hết tháng 11 rồi, thì cô chú anh chị chúng ta mua bếp thì cứ tranh thủ mua sớm, chứ để mua trễ quá thì gần Tết vận chuyển nó cực, nó không có lẹ được, do là nhu cầu mua sắm Tết của người dân nó gia tăng thì vận chuyển nó lâu, thì cô chú anh chị cứ tranh thủ mua sớm. Rồi để em mở bên trong cho cô chú anh chị xem. Đó, đây là cái mặt máy trong của cái nắp kính máy trên á, chú có thể thấy không, bếp rất đẹp, đẹp len keng á. Thì bếp này đã được bên em vệ sinh sạch sẽ, sau đó là canh chỉnh lửa cho cô chú anh chị hết rồi. Cô chú anh chị mua về chỉ có việc lắp pin gắn ga vào là xài thôi. Bên này là bên trong của con bếp nè,
nguyên zin nha cô chú anh chị, không sơn không dập. Đẹp len keng luôn. Này dễ thiếu có hồng xốp nữa thôi. Thì giá bán đã bao gồm cước vận chuyển cho cô chú anh chị hết rồi. Em bao ship. Thì cô chú anh chị không phải trả tiền ship. Cô chú anh chị cho mua bếp đặt cọc rồi. Chuyển khoản đặt cọc cho em ít rồi cho em địa chỉ rồi em gửi bếp tới nhà thôi. Rồi còn bao nhiêu thì cô chú thanh toán hết với đơn vị vận chuyển. Rồi sau đây mời cô chú anh chị xem phần bên dưới của bếp. Thì đây là cái phần bên dưới của bếp nè. Đây là hai cái cạnh dưới của hai cái mặt nạ mặt tiền đó. Đó. Đẹp len keng nha cô chú anh chị. Vuông thành sát cạnh luôn nè, không mớp không trầy. Những cái dòng bếp này về nó rất là hiếm nha cô chú anh chị. Trong một lô dĩ lựa chỉ được vài con thôi chứ không có nhiều. Ba đồng hồ này nó cực kỳ hiếm mà full inox nữa. Còn hiếm hơn nữa cô chú anh chị. Rồi em để xuống rồi em đậy nắp lại rồi em test các chức năng trên bếp cho cô chú anh chị xem. Thì mọi gì thắc mắc các cô chú anh chị mua bếp cứ alo trực tiếp cho em qua số điện thoại 0938 349 749. Thì ban ngày em rất là bận, em vừa vệ sinh bếp giao hàng đóng thùng thì cô chú anh chị nhắn tin thì em không có thấy được, em không trả lời kịp. Thì cô chú anh chị lỡ mua những con bếp đẹp thì cứ alo trực tiếp cho em đi. Rồi cái chức năng đầu tiên khi cô chú anh chị mà chúng ta đang nấu á, lửa em canh đó, rất là xanh. Khi chúng ta đang nấu mà gió nó thổi tắt lửa thì bếp nó cũng tự động nó ngắt ga và khóa ga. Đó, em đã chỉnh nhỏ lửa là em thổi cho nó tắt, cũng giống như là gió nó thổi tắt. Thì trong thời gian từ 5 tới 10 giây thì bếp nó ngắt ga và nó khóa ga cho cô chú anh chị. Rất an toàn và tiết kiệm ga. Thì bếp Nhật này nó xài rất là tiết kiệm ga nha cô chú anh chị. Đó, báo rồi đó. Thì nó báo có tiếng chuông ạ. Nó tiết kiệm từ 20 tới 30% ga. À. Bếp vẫn không mở nè. Đó. Bên đây cũng vậy. Rồi, sẵn đây em hướng dẫn các chức năng trên con bếp đi. Rồi chút nữa em sẽ test cái chức năng nấu quên rồi bếp nó tự động ngắt ga khóa khóa ga. Rồi đầu tiên là bên trái bếp hai lửa thì ngay chỗ này nó có cái đèn báo pin đây nè, khi mà pin hết là cái đèn này nó cháy nè. Cô chú chị chúng ta mua pin thay vô thì bếp bên trái nó có cái chức năng gì này, chức năng nấu cơm. Đây khi cúp điện cô chú chị chúng ta nấu cơm bằng ga, cô chú chị bật bếp lên nhấn cái nút này nó cháy thì nó tự điều chỉnh cái ngọn lửa trên đó, nó nấu cơm cho cô chú anh chị. Khi nó nguội lửa nó nhiệt nó giảm xuống thì nó bừng lửa lên lại. Đó, khi lửa cao thì nó nhiệt nó cao thì nó giảm lửa xuống, nó tiết kiệm ga trong cái khoảng đó đó. Đó. Cũng xài chúng ta bấm ra. Còn đây là nấu nước tự động. Đó, cô chú anh chị nấu nước nó bấm cho đây nè. Còn đây là hẹn giờ. Thì hẹn giờ là có cái hình đồng hồ nè, tăng giảm cho đây. Đó. Ta không xài nó bấm ra. Còn đây là chọn nhiệt độ nấu, nhiệt độ là độ C á cô chú anh chị. Nó thấp nhất 130. Và cao nhất là 220 độ C á. Cô chú anh chị xài nó bấm ra. Rồi, trở lại như bình thường. Đó là bếp bên trái. Còn bếp bên phải ba lửa thì nó có chức năng gì? 3 giây. Như cô chú anh chị chúng ta xài nó bấm cái đèn 3 giây này cháy thì nó cắt cái cảm biến tròn tròn giữa đó, nó không có cho cái cảm biến nó hoạt động. Cái cảm biến đó là cảm biến nhiệt độ, khi nhiệt độ chúng ta nấu và ngọn lửa nó cao nó sẽ báo về IC nó sẽ nhỏ lửa lại. Mà cô chú anh chị chúng ta muốn không cho cái nó hoạt động á thì cô chú anh chị chúng ta bấm cái nút này lên thì nó cắt cái cảm biến đi, lúc đó là lửa nó sẽ ổn định hoài.
chúng ta chỉnh lửa cho đây đó. Cho cô chú anh chị chúng ta chiên rán đồ khô, chiên cá, chiên thịt rồi đó, ta không xài ta bấm ra. Con này là cũng hàng giờ cũng giống như bên kia, tăng giảm đó. Các bạn không xài ta bấm ra. Còn đây là chọn nhiệt độ nấu cũng giống như bên bếp bên trái đó, lựa chọn tăng giảm đó. Chúng ta không xài ta bấm cái này ra xong. Đó là bếp bên phải. Còn đây là lò nướng nè, lò nướng bắt lên mặc định là 9 phút. Ngay chỗ này là tăng giảm nè, hẹn giờ, hẹn giờ được 5 phút nè, lúc này tăng giảm. Còn đây là chọn lửa nấu nè, lửa nướng á, cô chú chị bấm đây này là nó bấm bằng điện tử nha, không có phải cần chỉnh như kia nè. 1:1 nè, 3:3 đều nè, dưới 1:3, dưới 3:1 đó, 1:1 đều đó. Còn đây là chọn thời gian bao nhiêu phút rồi. Đó, chúng ta xài những cái chức năng bên này á, thì cô chú chị nó bấm lên chúng ta lựa chọn liền khi cái đèn này còn chớp nè. Đó, đây là nướng cá, nướng khô, nướng mực gì á. Thì khi mà cô chú anh chị chúng ta chọn ở đây thì chúng ta không có chọn lựa chỗ này, mình chỉnh lựa chỗ đây. Đây là lửa thấp nè, trung bình, lửa cao đó. Trên này cũng vậy, đây cũng vậy, nó không có cho chỉnh lựa chỗ đây. Và bên đây cũng vậy, bên đây với cái chế độ cuối cùng là chỉnh lựa chỗ này. Hai cái giữa này không có chỉnh, còn cái trên cùng này á, cái trên cùng này á thì nó hẹn giờ, nó cho cô chú hẹn giờ đó. Đó là của lò nướng. Rồi em sẽ hẹn giờ lò nướng 1 phút đó. Thì lò nướng hẹn giờ 1 phút, hết 1 phút này thì lò nướng nó cũng ngắt ga và khóa ga cho cô chú anh chị luôn. Đó, lò nướng 2 tầng lửa. Rồi thời gian chờ đợi thì em test luôn cái chức năng nấu quên, nó tự động nó ngắt ga và khóa ga. Khi mà cô chú anh chị chúng ta nấu mà chúng ta quên á, nó bỏ đi làm việc này việc kia thì bếp nó đủ nhiệt độ 300 độ, bếp nó sẽ ngắt ga và khóa ga cho cô chú anh chị trong chế độ bảo vệ gia đình đó. Bếp nó cháy rồi đó. Đó, lò nướng nó hết, nó gần hết thời gian rồi. Hôm nay sao tắt. Đó, lò nướng nó còn mấy giây nữa nè. Đó, nó hết rồi, nó có tiếng chuông báo. Đây, lò nướng vẫn còn mở nè. Đó, nó khóa ga và ngắt ga cho cô chú anh chị rồi đó. Ở gần 300 độ thì bếp nó sẽ báo về IC nó sẽ ngắt ga và khóa ga. Tại chính giữa cái chi lửa nó có một cái cảm biến nhiệt độ, cảm biến nhiệt độ của đáy nồi và nhiệt độ của ngọn lửa. Khi mà vượt quá ngưỡng 300 độ của nhà sản xuất nó đề ra, trong nó gắn một cái bo IC ở trong bếp thì nó sẽ báo về, nó khóa ga, nó ngắt ga cho cô chú anh chị. Này là dòng bếp thông minh, cực kỳ thông minh luôn cô chú anh chị. Đó, nó an toàn nữa, tiết kiệm ga, an toàn tuyệt đối luôn tất cả dòng bếp Nhật đó. Bếp bên trái nó đã nhỏ lửa rồi đó. Cái nhỏ lửa này nó cũng hơn 200 độ rồi đó. Đó, hai bếp nó nhỏ lửa hết rồi đó. Thì bếp này đang bán cái giá là 14 triệu cho cô chú anh chị. Cô chú anh chị mua bếp thì cứ alo trực tiếp cho em. Full inox 3 đồng hồ, full chức năng luôn. Hẹn giờ 3 bếp và lò nướng 2 tầng lửa. Đó, bếp bên trái nó khóa rồi đó, đủ nhiệt độ nó khóa rồi đó. Đó, đèn nó chớp à. Chờ cái bếp, rồi bếp phải nó khóa luôn. Rồi em lấy hai cái nồi xuống. Đây, bếp nó vẫn còn mở nè. Đó,
bên đây cũng vậy. À, khóa ga là ngắt ga. Rồi giờ này em cũng đã hướng dẫn những cái chức năng trên con bếp Rinnai full chức năng inox, lò nướng 2 tầng lửa, hiện giờ 3 bếp 3 đồng hồ. Hiện bếp này em đang bán giá là 14 triệu bao ship cho cô chú anh chị, tặng một cặp pin Ankalai dung lượng cao và gắn lưới chống chuột. Thì cô chú anh chị chúng ta mua bếp ấy, thì cứ alo trực tiếp cho em qua số điện thoại 0938 349 749. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.